Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm Việt Nam là ngành có nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, thì công tác xây dựng thương hiệu và marketing xuất khẩu trong ngành còn nhiều hạn chế. Hoạt động xuất khẩu của ngành thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận thu về từ xuất khẩu thấp. Các sản phẩm thực phẩm của Việt Nam chưa có giá trị gia tăng cao và chưa giành được vị trí vững chắc trên thị trường, nhất là thị trường nước ngoài. Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã xác định 3 nhóm ngành công nghiệp lựa chọn ưu tiên phát triển, trong đó ngành công nghiệp chế biến được lựa chọn đầu tiên. Để triển khai chiến lược đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó sẽ phát triển ngành chế biến nông, lâm, thủy sản, thực phẩm, đồ uống phải theo hướng hiện đại, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh để chủ động hội nhập với khu vực và thế giới, chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu trên các thị trường trong nước và xuất khẩu. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phối hợp với các bộ ngành có liên quan cũng như là các địa phương, các doanh nghiệp, và chúng ta sẽ xây dựng một loạt các cái chương trình, đó là quảng bá, tư vấn, truyền thông và xây dựng một cái thương hiệu của cái ngành thực phẩm Việt Nam. Và cái mục tiêu là sẽ xây dựng một cái hình ảnh là về ngành hàng thực phẩm của Việt Nam trên tổng thể của cả một quốc gia, cũng không phải vì một cái địa phương nào, vùng miền nào, một ngành hàng nào. Bộ Công Thương đã xây dựng chương trình xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia cho ngành thực phẩm Việt Nam. Thông qua chương trình này, Bộ Công Thương mong muốn thúc đẩy xuất khẩu và tạo giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp có nguồn gốc từ Việt Nam hoặc chế biến ở Việt Nam. Thông qua những cái hoạt động hợp tác giữa CBI với cả Việt Nam, với Bộ Thương mại và Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp cũng là một cấu phần trong cái chương trình hợp tác chiến lược giữa chính phủ Việt Nam và Hà Lan. Bên cạnh việc tăng cường hợp tác quốc tế để hỗ trợ cho ngành công nghiệp thực phẩm, Bộ Công Thương cũng đẩy mạnh tổ chức hội chợ, hội thảo và giao thương quốc tế cho ngành công nghiệp này, và hội chợ Food Expo là một trong những điểm nhấn. Năm 2016 thì chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ giới thiệu các sản phẩm trực tiếp mà ở đó còn giới thiệu rất nhiều công nghệ chế biến thực phẩm, thiết bị chế biến thực phẩm, bảo quản thực phẩm và đặc biệt là cái sự hội tụ của các cơ quan, các doanh nghiệp làm công tác xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và kết nối doanh nghiệp. Không chỉ các cơ quan quản lý nhà nước đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ tìm đầu ra cho ngành này, mà các địa phương, thậm chí các doanh nghiệp cũng phải chủ động trong việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình. Hỗ trợ của Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương và các chương trình của địa phương, rồi hiệp hội phối hợp với các hiệp hội khác đưa doanh nghiệp đi tham gia những hội chợ triển lãm, đi nghiên cứu thị trường. Thì một bước ở trong nội bộ là hiệp hội xây dựng, tổ chức những cái chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hơn về bao bì, về chất lượng sản phẩm trong nội địa. Để mỗi lần mình đi ra nước ngoài, mình so sánh với sản phẩm ở các nước khác, về nhà mình hoàn thiện mình hơn. 3 năm trở lại đây thì ngành chè tập trung vào phát triển về chất lượng, chứ không phát triển về số lượng nữa. Ví dụ như anh xuất khẩu các thị trường nào thì chúng tôi đưa ra các tiêu chuẩn xuất khẩu đó, hướng dẫn các doanh nghiệp. Hoặc là các anh có nhu cầu mà định làm với vị chuyên sâu hơn, hoặc là chỉ xuất phẩm đậm trà thì chúng tôi cũng thông báo với các doanh nghiệp để họ có thể theo đuổi được. Như vậy là xây dựng thương hiệu thật ra là xây dựng chất lượng. Và đã đạt được chất lượng rồi thì thương hiệu sẽ có. Với những tiềm năng thế mạnh của ngành công nghiệp thực phẩm, Việt Nam cần xây dựng chiến lược thương hiệu thực phẩm để thúc đẩy xuất khẩu và bổ sung giá trị gia tăng vào sản phẩm nông nghiệp có nguồn gốc từ Việt Nam hoặc chế biến ở Việt Nam. Hy vọng với nhiều giải pháp, nhiều nỗ lực từ phía cơ quan quản lý, nỗ lực của các địa phương và doanh nghiệp, ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam sẽ có vị thế trên thị trường quốc tế.